sau khi kết thúc trận chung kết King Cup 2019. Các tờ báo trong và ngoài nước đồng loạt đưa tin về đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam chơi trận chung kết đầy kiên cường với đội được đánh giá mạnh hơn là Curacao ở chung kết King Cup 2019. Binh đoàn áo đỏ của huấn luyện viên Park Hang-seo nhận được sự nể phục của báo chí châu Á. Dù Curacao được đánh giá cao hơn, nhưng chính đội tuyển Việt Nam mới là những người làm chủ trận chung kết King Cup 2019. Ngay cả khi bị đối thủ chọc thủng lưới trước, các học trò của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn bình tĩnh thi triển lối chơi tấn công hiệu quả. Bàn thắng của Đức Huy đến như một lẽ tất yếu sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của toàn đội. Tiếc rằng sau loạt trận penalty đầy cơn não, đội tuyển Việt Nam đành chấp nhận là kẻ về nhì. Cú sút bắn chim của Công Phượng khiến đội tuyển Việt Nam thất bại trong loạt đấu súng. Tờ Fox Sports phiên bản châu Á ngay lập tức đưa tin về trận chung kết này và khẳng định đội tuyển Việt Nam chỉ thua Curacao ở loạt penalty mà thôi. Tương tự, tờ Goal phiên bản Việt cũng nhanh chóng đưa tin về sự kiện này. Tờ Goal khẳng định, thi đấu kiên cường trong cả trận đấu, đội tuyển Việt Nam giành ngôi Á quân ở King Cup 2019 sau khi thất bại ở loạt sút luân lưu. Trong một ngày thi đấu không may, Công Phượng để lại nhiều sự tiếc nuối trong trận chung kết với Curacao. Trong trận chung kết với Curacao, huấn luyện viên Park Hang-seo đã xếp Công Phượng đá chính ngay từ đầu. Không phụ sự kỳ vọng của ông thầy người Hàn Quốc, cựu tiền đạo Hoàng Anh Gia Lai chơi đầy năng nổ và nhiệt huyết trên hàng công. Điều đáng tiếc là dù có khá nhiều cơ hội, nhưng Công Phượng không một lần chuyển hóa được thành bàn thắng. Đến phút 82, Đức Huy mang về bàn gỡ 1-1 cho Việt Nam, nhưng cũng không hề có dấu ấn nào của Công Phượng. Bi kịch đến với cựu ngôi sao của Incheon United trên chấm 11m. Ở loạt sút thứ hai, Công Phượng bất ngờ sút hỏng khi đưa bóng lên trời. Trong khi đó, tất cả các loạt sút còn lại của toàn đội đều thành công và đội tuyển Việt Nam đành chấp nhận thua 4-5 chung cuộc. Kết quả này đồng nghĩa với Curacao trở thành đội chiến thắng, còn đội tuyển Việt Nam đành chấp nhận về thứ hai tại giải đấu King Cup 2019. Sau trận đấu, Công Phượng chia sẻ: "Hôm nay là một trận đấu chung kết, nhưng thực tế đây vẫn chỉ là một giải đấu giao hữu. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn còn được cọ sát với những đội thủ mạnh, nên tôi và đồng đội đã học hỏi được rất nhiều. Trong thời gian qua, tôi không được thi đấu quá nhiều, chính vì thế, để có được một vị trí trong đội tuyển, chuẩn bị cho chặng đường phía trước là vòng loại World Cup, tôi sẽ phải nỗ lực hơn nữa." Họp báo sau khi trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Curacao kết thúc, đối thủ ấn tượng Công Phượng nhất. Dù xuất thẳng luân lưu, Công Phượng vẫn được nọt vào cái tên được huấn luyện viên Curacao đánh giá cao nhất bên phía đội tuyển Việt Nam. Huấn luyện viên của Curacao ấn tượng Công Phượng, tiếc vì không thắng đậm hơn nữa. Ở trận họp báo sau trận, huấn luyện viên Remco Bisentini của đội tuyển Curacao chia sẻ ông rất hạnh phúc với chức vô địch King Cup 2019 và khẳng định các học trò của mình không thắng may mắn. Curacao tham dự King Cup với mục tiêu vô địch, vì vậy tôi và các cầu thủ rất hạnh phúc. Tôi không nghĩ chiến thắng này may mắn, thậm chí nếu tận dụng tốt cơ hội bàn sau bàn mở tỷ số, chúng tôi đã có thể giải quyết trận đấu sớm thay vì phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Đánh giá về màn trình diễn của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Remco Bisentini hết lời ca ngợi học trò Park Hang-seo, đồng thời chỉ đích danh Công Phượng là người mà ông ấn tượng nhất. Cầu thủ mang áo số 10 là cái tên duy nhất sút hỏng luân lưu. Đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ tốt, điển hình như thủ môn Văn Lâm và cầu thủ số 10 Công Phượng. Thủ môn của họ ra vào rất tốt, luôn làm chủ được không gian khiến các tiền đạo của Curacao không thể dứt điểm tốt. Còn cầu thủ số 10 có kỹ thuật rất tốt. Chúng tôi gặp vấn đề ở hiệp thi đấu đầu tiên nhưng đã tạo ra được nhiều cơ hội hơn trong hiệp 2. Dù sao đi nữa, Việt Nam cũng là đội bóng mạnh. Họ chơi với năng lượng dồi dào, tốc độ cao suốt trận đấu, đặc biệt ở hiệp đấu đầu tiên. Đội tuyển Việt Nam không dự họp báo. Theo thông tin từ giới truyền thông, do đội tuyển Việt Nam phải bay về nước từ rất sớm vào ngày mai nên buổi họp báo trận đấu sẽ không được diễn ra. Vì vậy, chỉ có các thành viên của Curacao tân vô địch King Cup 2019 tham dự. Thất bại trước Curacao tại chung kết King Cup 2019, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn nhận được sự vui mừng về bảng xếp hạng FIFA ở vòng loại World Cup 2022 ở khu vực châu Á.
đội tuyển Việt Nam đã thất bại trước đội tuyển Curacao tại chung kết King Cup 2019 sau loạt sút nâng niu với tỷ số 4-5. Người sút hỏng ăn duy nhất trong 10 loạt sút chính thức là Nguyễn Công Phượng. Với kết quả này, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo nhận được huy chương bạc. Thất bại này đã không ảnh hưởng đến vị trí của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA khi được cộng 0,7 điểm, thua đội xếp cao hơn trên chấm nâng niu. Hiện tại, những ngôi sao vàng đứng ở vị trí thứ 97 thế giới và xếp thứ 15 châu Á với 1.232,2 điểm. Trong khi đó, hai đối thủ xếp sau đội tuyển Việt Nam ở bảng xếp hạng các đội tuyển châu Á là Jordan và Palestine chắc chắn sẽ không thể đuổi kịp chúng ta. Cụ thể, Jordan vừa nhận thất bại đậm đà 1-5 trước Slovakia và bị trừ 2,8 điểm trên bảng xếp hạng FIFA, còn 1.226 điểm, xếp thứ 16 châu Á. Sắp tới, bại tướng của đội tuyển Việt Nam tại vòng 16 đội Asian Cup sẽ đụng độ Indonesia và nếu thắng họ cũng chỉ được cộng thêm 3 điểm và nâng tổng điểm lên thành 1.229 điểm. Còn Palestine phải đụng độ Kyrgyzstan, đội bóng có thứ hạng cao hơn họ, xếp hạng 95 thế giới và được cộng 5,3 điểm nếu chiến thắng, 1.229,3 điểm. Rõ ràng dù giành chiến thắng ở trận đấu sắp tới, cả Jordan và Palestine đều không làm ảnh hưởng đến thứ hạng 15 châu Á của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Như vậy, đội tuyển Việt Nam chắc suất được xếp vào nhóm hạt giống thứ hai tại vòng loại World Cup thứ 2 2022 khu vực châu Á và sẽ tránh được những đối thủ mạnh của châu lục. Tại sao thầy Bắc hủy họp báo ngay sau trận thua Curacao? Huấn luyện viên Park Hang-seo có hành động không thường thấy sau khi Việt Nam thua Curacao trong trận chung kết King Cup 2019. Vượt qua Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã đối đầu với những thử thách cực đại là Curacao trong trận chung kết King Cup 2019 trên đất Thái Bình. Bị đánh giá thấp hơn nhiều so với những đối thủ nhưng các chàng trai áo đỏ đã có một trận đấu đầy tự tin và nỗ lực, để rồi chỉ chịu thua trên chấm nâng niu 11m vì thiếu một chút may mắn. Sau trận đấu, theo thông lệ, hai đội sẽ có cuộc họp báo với các phóng viên. Bên phía nhà vô địch Curacao, huấn luyện viên Bicentini vui vẻ chia sẻ, trả lời các câu hỏi mà không quên ca ngợi các học trò sau màn trình diễn chưa thật thuyết phục. Bất ngờ thay, bên phía bên kia, huấn luyện viên Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam thông báo với ban tổ chức mình sẽ không tham dự sự kiện này. Rất nhiều thắc mắc đã được đưa ra vì hành động này của huấn luyện viên người Hàn Quốc và mới đây, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã có thông tin phản hồi. Cụ thể, theo nguồn tin này, huấn luyện viên Park Hang-seo phải hủy bỏ cuộc họp báo vì đội tuyển Việt Nam có chuyến bay sớm về nước vào ngày hôm sau. Trong khi lễ trao giải diễn ra khá lâu và thời gian đã rất muộn, thế nên ông đã xin phép được cùng các học trò về khách sạn trước. Như vậy, đây là lý do hoàn toàn dễ hiểu vì trong thời gian qua toàn đội tuyển của chúng ta đã phải di chuyển một quãng đường rất dài trong thời gian ngắn, nên thầy Park tranh thủ để mọi người có thể được nghỉ ngơi hợp lý. Trước đó, ông cũng đã bày tỏ lo ngại về lịch trình thi đấu và di chuyển ở giải lần này. Kết thúc King Cup với vị trí thứ hai, Việt Nam có thể tự hào và hướng đến một sự chuẩn bị thật tốt cho vòng loại World Cup 2022 và SEA Games 20 diễn ra vào cuối năm.